Ông nói là cái quả này đó là một thứ trái cây ngon nhất hoàn cầu, không thấy ở đâu có, ngoại trừ ở Malacca, Borneo và mấy đảo xung quanh và đằng trong mình nữa. Không có gì để nói giữa cây này với cây mít. Bên ngoài đó thì trái này cũng giống trái mít, giống như quả thông, nhưng kích thước và độ cứng thì lớn lắm. Còn thịt thì bám vào hột như chất keo, rất trắng, có vị giống như món hạnh nhân đông của người Ý. Nhưng mà khi mở ra đó thì có mùi khó chịu, giống như là mùi hành thối. Hành thối. Bởi vậy có người không không ăn được. Đây. Ông kể là có một số người muốn cho một vị giáo sĩ cao cấp mới tới Malacca thưởng thức trái này, nhưng mà không báo trước. Người ta mới mở ngay cái quả đó trước mặt vị giáo sĩ kia, thì mùi khá nặng nề, làm cho ông thấy làm chán nản và không muốn ăn tí nào cả. Chịu không được. Chưa không được. Nhưng mà cho đến khi ăn tráng miệng, thì thấy người ta mang ra một đĩa có vị thơm giống như món đông hạnh nhân, làm cho vị giáo chủ này thấy rằng sao mà cái miếng này nó ngon thế. Ông mới bỡ ngỡ ăn vào thì thấy ngon và hỏi đầu bếp rằng ở đâu mà khéo dọn được cái món hạnh nhân đông như thế này. Chủ nhà cái đó mỉm cười và nói rằng chẳng có hỏa đầu quân nào cả, đây chính là một cái thứ trái hiếm, gọi là trái sầu riêng mà lúc đầu ông đã ghê sợ đó. Nghe tới đây thì vị giáo chủ sửng sốt và hết lời ca ngợi. Ông dùng rất ngon miệng. Thế nhưng trái này ngon đến độ ngay ở Malacca là nơi sản sinh ra nó cũng nhiều khi giá rất cao, lên tới 1 đồng écu một trái, tức là 1 đồng tiền vàng đó. Một trái sầu Mắc riêng. đó. Ngay từ xưa lắm rồi thì quả này đã là một quả ngon nổi tiếng và rất là đắt, sầu riêng. Mà đằng trong thì đầy hết. Đầy hết, Đầy. thế mới sướng. Rồi ông nói đây quả dứa. Ồ, cái quả này buồn cười lắm, nó có vảy rất dày bên ngoài nhưng mà ăn thì ngon. Vậy là bên phương Tây không có quả dứa hết thầy? Không, tôi nghĩ rằng dứa là những quả của miền nhiệt đới Mì gì đó vậy? chứ bên phương Tây không có. Ông tả buồn cười lắm, nó cái cây của nó gần như cái artichoke của mình. Đúng vậy. Rồi bắt đầu ông tả thêm một cái quả nữa mà ông làm lạ lùng là quả cau. Ông quả này nó cứng lắm, có nhiều sớ, rồi cây như là cây dừa. Ở giữa các tàu lá này thì có những cái chùm trái nó mọc ra, hình thù kích thước của trái hồ đào, sắc xanh cũng như vỏ hồ đào, ruột thì trắng và rất là cứng, chẳng có mùi vị gì hết. Trái này không ăn một mình mà ăn với một thứ lá gọi là lá trầu, rất thông dụng, ở khắp Ấn Độ cũng có. Và ông tả chi tiết lắm việc ăn trầu, rất chi tiết, là người ta ăn trầu suốt ngày. Cái quả này đó, thì khi mà xẻ ra được chừng 5-6 miếng, người ta ăn với lá trầu và thêm một thứ nữa gọi là vôi. Mà cái vôi này không giống như vôi ở Âu Châu chúng ta làm bằng đá, ở đây vôi làm bằng vỏ sò vỏ hến thì đúng. Ở đằng trong những người giàu thì có nhiều người làm lắm, có những người làm mà không biết phải làm việc gì nữa, tại vì nhiều người làm quá, thì làm một việc đó là chỉ ngồi têm trầu thôi, thì những người đó gọi là các bà têm trầu. Những miếng trầu têm sẵn để trong hộp và suốt ngày người ta nhai. Khi nhai xong rồi đó, ông ta kỹ lắm, người ta không nuốt mà nhả ra, chỉ giữ hương vị và phẩm chất cho thêm sức mạnh và cho dạ dày được tốt một cách lạ kỳ. Trái này mà ai có được một vườn đó, thì cũng không khác gì ở Âu Châu chúng ta có được một vườn ô liu, bởi vì nó sinh lợi rất là nhiều. Còn ăn thì như thế đấy, tiếp khách tới nơi là ăn trầu ngay, và sau khi mà tiếp khách xong đó, ông viết là người nhà đó, các bà têm trầu đó mang ra tặng cho khách một túi trong đó toàn là trầu không thôi, để đáp lại cái tấm thịnh tình người ta đã đến thăm viếng mình tặng trầu. Rồi ông tả đến những quả mướp. Ông ở đây có nhiều mướp lắm,
chắc là có loại dưa, loại bí, loại yeah, bầu, loại loại bí mướp. Bầu, yeah. Rồi rau. Ông nói là ở đây có rất nhiều rau lắm. Rau riếp, rau xoắn, rau sú, các thứ là nhiều. Nhưng mà họ không có hạt. Thành ra người ta phải mang hạt từ Âu Châu qua mà dồng. Chứ còn cái xứ này, cái cuồng nó không có hạt. Không có hạt. Chắc bây giờ là có rồi, phải không? Dạ. Sau đó ông nói tới thịt. Ông nói thịt thì nhiều vô cùng. Bò, dê, lợn, trâu và các thứ tương tự. Thú rừng, hươu nai đều có hết. Heo rừng và nhiều loại khác. Gia cầm thì gà, nhà, gà rừng, chim gáy, chim bồ câu, vịt, ngỗng, xếu. Thịt rất thơm ngon. Mà sau cùng là mấy thứ khác, Âu Châu không hề có. Ăn ăn nhiều thịt mà Âu Châu không có. Rồi nói đến cá. Cũng là xứ này nhiều cá quá. Tôi có thể nói là không nơi nào có thể sánh được ở cái xứ đằng trong này về cá. Cái này để thiệt. Đúng thật. Cá nhiều lắm. Ông nói là bởi vì cái xứ này dọc theo bờ biển. Do đó là cá rất nhiều. Thuyền đánh cá rất nhiều. Và cả thuyền chở cá cũng rất nhiều. Có khi họ chở cá lên tận những cái miền núi. Và ông viết như thế này này. Người ta 24 giờ cho bật ngày thôi. Thì tôi nghĩ rằng những người này ấy, dùng quãng 20 giờ để làm cái việc chuyên chở đó. Tức là nó nhiều lắm. Chuyên chở đi không xuể mà. Rồi, chưa hết. Lấy cá này là một thứ nước sốt gọi là balasiam, tức là nước mắm. Cái thứ nước này không dùng một mình được. Nhưng mà cho vào các thứ để thêm hương vị thì rất là ngon. Và ăn cơm thì phải có nó, bởi vì cơm vốn nhạt nhẽo không có mùi vị, nếu không có thứ nước đó thì ăn không thấy ngon. Bởi vậy thì cho rất nhiều vào. Ở đây người ta có rất nhiều những cái chum để trữ cái thứ nước sốt này, cũng không khác gì ở Âu Châu chúng ta có thùng để trữ rượu vậy. Tức là hai bên, một bên thì rượu, một bên thì nước mắm. Nước mắm. Nước sốt. Nước sốt. Rồi. Ông nói tới một thứ chim rất đặc biệt là chim yến. Tả luôn. Mà ông ấy ví von tức cười lắm. Ông bảo là ở cái xứ này đó, Thiên Chúa quan phòng mà dành cho họ một cái thứ thức ăn rất hiếm, rất ngon, rất quý, mà theo thiền ý của tôi ấy, để có thể so sánh với mana được. Chắc cô Minh Châu không hiểu mana là cái gì. Ở trong Kinh Thánh đó phải không thầy? Mana là lúc mà Chúa ban cho mình cái thức ăn. Giỏi, đúng rồi. Lúc mà mình Exodus, mình đi ra khỏi Egypt. Đúng rồi. Phải không thầy? Đúng rồi. Khi mà dân của Chúa theo Môsê đó, bỏ đất Ai Cập mà về đất hứa đó, đi, thì sự thực ra dân ấy mà mè nhau lắm cơ. Thân phận nô lệ ở bên Ai Cập bây giờ được giải phóng, đưa đi. Lúc đầu thì hoan hô lắm, rồi là phấn khởi lắm. Đi rồi bắt đầu chán, bắt đầu thèm. Bắt đầu đói. Đói. Trời ơi, ở xứ Ai Cập bao nhiêu thức ăn ngon. Tôi được ăn củ hành, củ tỏi. Đây không có. Cái này thiệt. Xứ Ai Cập người ta ăn tỏi nhiều lắm cô. Rất nhiều tỏi. Nhà nào cũng hũ tỏi. Tỏi ngâm rượu, từ đó mà ra. Bởi vậy người Ai Cập họ khỏe. Khỏe lắm. Bây giờ tôi thèm cái mùi tỏi quá. Không có ăn. Kêu. Trách móc Môsê. Môsê thưa lại với Chúa. Chứ bảo được rồi, ta cho một cái thứ này. Thức ăn từ trời rơi xuống. Cứ buổi sáng sớm thiên thần rải xuống. Nó cứ từng viên tròn 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 màu trắng này này. Đầy cánh đồng ấy. Cứ nhặt về đi. Nhặt bao nhiêu thỏa thích. Rồi về đó. Muốn ăn nó ra cái mùi gì nó ra cái mùi đó. Thì dân bắt đầu lượm về ăn. Ông bảo là cái thứ mà tôi nói đây đó có thể sánh được với mana. Cái khác một điều thôi. Mana đó thì là do thiên thần rải xuống. Còn cái món này do một cái con chim nó nhỏ tí nó làm ra. Mà tại sao nói như vậy biết không? Hồi xưa người ta dùng yến đó, không phải ăn không. Cho vào tất cả các món ăn quý. Đó. Nó gần như một thứ gia vị vậy. Món nào cũng vậy. Mà muốn cho nó ngon, nó quý đó,
thì cho tô yến vào. Yến vào. Cho yến vào. Rồi tùy theo cái cách chế biến món ăn đó, nó ra đủ thứ mùi vị. Không khác gì mana là muốn mùi gì ra mùi đó. Cho nên ông mới nói là mana đúng vậy thôi hả? Mà nó cũng tròn tròn trắng trắng. Dạ, yeah, đúng rồi. Ông này ông có những cái ví von. Dạ. Yeah. Vui vẻ, buồn cười. Anh cũng có ốc khôi hài nữa thầy. Rất khôi hài. Yeah. Ông này rất khôi hài. Mà nói cho ngay á, yeah, cái người nào có ốc khôi hài là người rất thông minh. Dạ vâng. Thông minh thì mới khôi hài được. Dạ. Yeah. Không thông minh, không khôi mới hài. Mới liên tưởng được những cái khác mà để cho người khác cười mà cảm thấy. Có những người không có ốc khôi hài đó. Người ta kể cái chuyện cười đó, chẳng hiểu gì cả. Re, dạ. Bên nhà chẳng hiểu là cái gì. Ba hôm sau mới hiểu ra, ha ha, cười thì, mình. Thì người ta đã cười lâu cười xong rồi. Lắm rồi. Cái người mà người ta có khôi hài, người ta có những cái nhận xét, những câu nói nó buồn cười. Dạ vâng. Mà làm cho người ta vui. Tả rất là kỹ. Rất là kỹ những con này đó. Nó ở trên sườn núi. Rồi nó lấy ở trong nước rãi của nó ra, làm một cái tổ màu xám xám trắng trắng và người ta gỡ đi để ta mang về rất là nhiều. Bây giờ thì hiếm nhỉ, bên này ông tả như thế này. Không tưởng tượng được. Thứ này nhiều đến nỗi chính tôi đã thấy người ta chất đầy 10 chiếc thuyền nhỏ những tổ yến nhặt ở dọc các hốc núi đá trong khoảng chưa đầy nửa dặm. Mà gần đầy 10 chiếc thuyền nhỏ. Và đây là món rất ngon, nên chỉ Chúa độc quyền sử dụng. Chúa là Chúa Nguyễn. Yeah. Người ta dành tất cả cho Ngài, và Ngài đem một số lớn cống cho vua Tàu là những người rất yêu chuộng. Ừ. Chuộng lắm. Thì cái món này bên Tàu không có đâu. Dạ. Yeah. Sứ mình dân phải không thầy? Bởi vì nó quý như vậy. Công lễ đó. Ừ. Nó quý như vậy, thành ra những cái bữa mà tiệc long trọng đấy. Yeah. Gọi là yến là như thế. Yến tiệc. Yến tiệc là như vậy. Yeah. À. Wow. Quốc yến, đại yến, yeah, thì mới được ăn cái món này. Thế mà đằng trong thiếu gì? Abundant. Đầy tưởng tượng được. Dọc biển. Ừ. Ông tả dài lắm nhưng mà tôi không có giờ, tôi đọc, yeah, tôi nghe. Đến nước sữa. Đây là cái nét rất đặc biệt. Ông nói là người đằng trong không uống sữa. Tại sữa từ đâu mà ra? Sữa từ con bò. Mà nếu người đằng trong nói rằng vắt sữa bò là một trọng tội. Tại sao? Họ sợ nếu làm việc đó là mang tội, vì theo thiên nhiên thì sữa của nó dành để nuôi con nó. Con. Ừ. Như thế, bò nuôi con mà không được sử dụng thứ lương thực dành riêng cho con thì mình lấy cái đó là mình có tội. Yes. Người Nam, yeah. Có lý. Có lý, đúng ạ. Ừ. Rất là logic thầy. Còn món nữa sợ lắm. Tắc kè. Ngon chứ. Món này tôi thấy bạn tôi ăn. Ông ấy mua một chùm 17 con thì tôi không biết, yeah. Ông ở nhà, ông nướng trên than. Lát sau cháy đen thui rồi, yeah. Nhưng ông lóc cái vỏ lột ra, cái da ra. À, nhưng mà ông lóc cái da ra ở trong ấy, thịt trắng ngần rồi, yeah. Xong rồi ông lấy, ông ấy tán nhỏ ra. Ông cho vào một chút bơ. Ông đun lên, ông ăn. Ngon lắm. Ngon thầy. Ừ. Ông mời tôi, nhưng tôi không dùng, chỉ nhìn mà thôi. Sợ. Mà cái ông cho bơ vào là chắc là một ông khác, cũng Âu Châu, yeah, mới cho bơ chứ đâu phải ông Việt đúng Nam. Đúng rồi ạ. Nhưng mà anh kia chắc có tinh thần nhậu hơn. Cái chuyện tôi có thấy, yeah, năm 1978 tôi ở trên trại tị nạn ở bên Mã Lai. Yeah. Hồi đó đến Tết, trong trại tôi có ông Mai Thảo này, ông Ngọc Phu này, ông Văn Phụng này, ca sĩ Châu Hà này, nghệ sĩ, ừ, không à. Nhưng mà không ai đứng ra tổ chức Tết cả. Tôi bảo nếu không làm tôi làm á. Yeah. Sau đó thì tôi mời tất cả mọi người vào trong ban tổ chức, mỗi người chia một công việc. Ừ. Còn tôi là phụ trách cái việc đi xin tiền. Ừ. Tôi đi từng lều một, tôi xin tiền để mà mua các thứ phẩm vật của người Mã, yeah, họ tới. Tôi tới mấy cái lều của anh độc thân ấy mà. Ừ. Mấy ông đang nhậu, nhậu tắc kè nướng. Với rượu gì không biết. Họ rất là hào phóng, yeah, đưa tôi mớ tiền. Nhưng họ mời tôi ăn miếng tắc kè. Yeah. Tôi cũng phải ăn. Ngon không thầy? Hình như ngon. Nhưng mà có cảm giác sợ cho nên không được ngon, ừ, hết cỡ đúng không thầy? Đúng rồi, cảm giác sợ không thấy ngon, yeah, hết được. Nên enjoy hết mức được. Đúng rồi.
Chị mới đọc và nghe mấy chương đầu của bản tường trình về xứ đàn trong thôi mà Minh Châu đã thấy vô cùng thích thú. Nhà truyền giáo Cristoforo Borri quả nhiên là một người rất thông minh, có óc nhận xét và ghi lại những chi tiết về đất đai, sản phẩm xứ đàn trong rất rõ ràng. Thật là đáng khâm phục. Bản tường trình còn rất dài, nhưng thì giờ của chương trình đã hết. Chắc chúng ta còn phải nói chuyện về bản tường trình này thêm trong một vài chương trình nữa. Bây giờ, Minh Châu xin mời thầy ngỏ lời chào đến quý vị khán thính giả. Tôi cảm ơn cô, thưa quý khán thính giả. Chúng tôi cảm thấy rất thích thú khi mà lật lại những trang của bản tường trình về khu truyền giáo đằng trong của giáo sĩ Cristoforo. Ông như cô Minh Châu vừa kết luận, rất thông minh và có óc nhận xét rất là tinh tế. Quay trở lại con người của đằng trong đó, chúng ta phải nhớ họ là con cháu của Nguyễn Hoàng, một người mạo hiểm bỏ đất Bắc mà vào trong miền Nam. Mà miền Nam khi đó đó được gọi là đất khỉ ho cò gáy, hoang sơ, chẳng có ai khám phá. Gọi là chó ăn đá, gà ăn muối. Nghĩa là hoang sơ lắm. Mà dám vào khai phá như thế. Bởi vậy cái tính của họ đó, là cái tính của con người mạo hiểm. Tính của con người phóng khoáng. Do đó là cái cách sống của họ cũng phóng khoáng. Và không biết rằng khi đó Nguyễn Hoàng đã biết trước chưa, hay sau đó khám phá ra cả cái giải đất đó, đằng trong đó, đó quá trù phú. Về thiên nhiên cũng như là tất cả những phẩm vật mà còn ngầm dưới đất nữa. Những quặng mỏ vân vân, rồi rất nhiều thứ. Mảnh đất đó đã hấp dẫn các nhà truyền giáo. Đến nỗi khi họ vào mảnh đất đằng trong đó, đó nhiệm vụ chính của họ là nhiệm vụ truyền giáo. Nhưng mà họ vui hưởng cái đẹp, cái sung túc, cái hào sảng của đất đai, khí hậu và con người đằng trong. Mình thấy rõ ràng trong cách tường trình của mấy cái ông này. Chúng ta cũng hãnh diện là người Việt mình có một mảnh đất đến độ như thế. Và cha ông của chúng ta là những người hào sảng đến như thế. Tôi cũng như cô Minh Châu xin hẹn là quý khán thính giả và những chương trình kỳ tới. Đây không phải vấn đề tôn giáo, nhưng vấn đề về phong tục tập quán, về lịch sử mảnh đất của cha ông chúng ta. Chúng ta có dịp mở ra để ôn lại cũng như tìm hiểu thêm. Cảm ơn cô, kính chào quý khán thính giả. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời giờ quý báu xem chương trình. Xin kính hẹn gặp lại vào chương trình Lời Vàng Ý Ngọc kỳ sau. Chè tre mà bệnh sao cho dày, ngăn ngang sông Mỹ có ngày, ngày gặp